Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý xem tử vi hôm nay của 12 con giáp gặp phải cục diện tí dậu tương phá, người tuổi tí trong ngày thứ ba này khó tránh khỏi rắc rối khi những chuyện tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa đi đến hồi kết. Lại thêm thiên quan ngáng chờ kẻ tiểu nhân liên tục hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Trong thời điểm này, bạn cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đứng trước mọi tình huống sự việc. Đừng để sự nóng giận nhất thời khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn. May mắn là sức khỏe của bạn có dấu hiệu cải thiện khá tích cực. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý đã giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Nếu có tài lộc thì không nên tham lam, mưu sự tiếp tục sẽ bị nghẽn lối hoặc công việc tiến hành không đúng theo dự tính, có sự rời hẹn, sai hẹn. Nên biết chờ đợi, dù có bôn ba xoay sở hoặc tìm kiếm cũng không có kết quả. Nếu đã có cuộc đi ngắn thì khó quay trở về, có tin vui, có tài lộc hoặc có lộc ăn ở cuối ngày, gặp bạn bè, người cộng sự. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày có hỷ sự, chuyện vui, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển, nhưng hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc, có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin xa, Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn và cũng không nên tranh giành tính toán. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, ngày thuận lợi cho mọi công việc về cầu công danh, thi cử, đính ước, hôn nhân, hợp tác ký kết có tin tốt ở xa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có sự thay đổi về công danh chức vụ tình cảm hôn nhân người nữ có tài lộc người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp đình đám tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi sửu sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày sửu dậu bán hợp này. Công việc của bản mệnh đang tiến triển vô cùng tích cực, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Không những vậy, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác ký kết hợp đồng đầu tư đầy triển vọng. Lại có thực thần ghé thăm, người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán có cơ may thu được nguồn lợi không hề nhỏ trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể tìm được một nửa phù hợp với mình thông qua những buổi họp mặt giới thiệu bạn bè. Chỉ cần bạn mở lòng mình, đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn sớm thôi. Giờ tốt từ 17 đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ tị, dậu tí. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro thiệt hại. Không nên bày vẽ chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu không đến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Ngoài chuyện về sinh nở, đình đám, tiệc tùng, dọn dẹp, sửa chữa, chỉnh trang thì không kể, mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn, không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về bổn mạng sự mong cầu về tiền bạc không tốt dễ hao dù có cũng không xứng đáng nên quay về nơi trốn cũ có tiệc tùng đình đám hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ hoặc có đám tiệc có sự dọn dẹp tu bổ sửa chữa tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp mua sắm có tin buồn ở xa làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt không có lợi có sự hư hại cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, hoặc có quà nhỏ, ăn uống. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột, nhưng cũng không nên để mình bị áp lực. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc nhà cửa tử vi tuổi dần Chính ấn xuất hiện nâng bước vận trình của người người dần trong ngày hôm nay. Mọi việc qua tay bạn đều được hoàn thành một cách nhanh chóng, gọn gàng, nhờ thế mà bạn nhận được những đánh giá vô cùng tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng hơn sau những hiểu lầm, những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt những ngày vừa qua. Theo TUVINGAYNAY.com cả hai nên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của cả hai, đừng để quãng thời gian thanh xuân quý báu đang trôi qua một cách lãng phí như thế. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày năm âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 11 đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày tốt mọi việc cứ để xảy ra tự nhiên sẽ có lợi gia đạo an vui có tin tức tốt lành về tình cảm giao dịch thuận lợi cho việc kết bạn đính ước giao hẹn tài lộc tốt ở xa đến tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên hoàn trả hoặc thực hiện những gì đã có dự tính theo hạn kỳ hẹn ước không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi còn đưa đến việc mất tình cảm bất hòa chuyện giao thiệp tình cảm chỉ nên ngắn gọn có sự chờ đợi chậm trễ tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên trần trừ sẽ bị lỡ việc không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự, hạp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng, nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc trung bình. tử vi tuổi mão cục diện mão dậu tương xung cảnh báo những mâu thuẫn căng thẳng trong các mối quan hệ xã giao của người tuổi mão có thể là nguyên nhân khiến những suy tính trong công việc của bạn bị đổ bể bất ngờ hãy học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân đừng vội phản ứng dù là trong bất cứ tình huống nào may mắn có thiên ấn trợ mệnh nên vận trình công việc của con giáp này mới không có nhiều biến động như vậy với tài trí và sự nhạy bén của mình bạn có thể xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh gọn nhất chỉ cần bạn học được cách kiên nhẫn, những nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáp thôi. Hôm nay sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi như thế này. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Có tin buồn ở nơi xa, ngày có sự di chuyển vì tình cảm giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ chia sẻ những trở ngại hoặc để góp ý kiến về vấn đề tình cảm đối xử ngoài việc này ra nên giới hạn sự đi lại dễ gặp rủi ro hoặc đi vì cầu tài công việc khó có kết quả nhanh chóng có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm tiệc tùng sự mong cầu về tình cảm riêng tư chưa phải là lúc thuận tiện tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng có nhiều công việc hoặc tin tức đến nhưng dễ gặp trở ngại không như ý hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc máy móc nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức hoặc có rủi ro giữa đường tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai dễ hao tài tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý nếu có sự vui chơi giao thiệp tiệc tùng cũng nên giới hạn có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin tức của họ đi xa di chuyển sử dụng xe cộ máy móc bất lợi hoặc đi vì chuyện buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở bỏ giờ nửa chừng dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại có khách đến hoặc nhà có đám tiệc có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại đồ gia dụng hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa có tài lộc quà tặng lộc ăn có tin tức ở xa cẩn trọng sức khỏe không tốt tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày sung của bổn mạng ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc giải trí có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ đề phòng rủi ro khi di chuyển đi lại có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi thìn nhờ sự giúp sức của nhị hợp công việc của người tuổi thìn trở nên thuận lợi hơn nhiều so với thời gian trước đó những kế hoạch dự án của bạn nhận được sự đánh giá cao lại thêm cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy sẽ giúp con giáp này bứt phá trên chặng đường tiến tới thành công của mình Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức thận trọng trong từng quyết định của mình, đừng vì nóng vội hay bị kích động mà liều lĩnh dấn thân, để rồi mọi thứ nhanh chóng sụp đổ ngay trước mắt bạn. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa cho mình trong ngày hôm nay. Bạn có thể được bạn bè người thân giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, đừng ngại ngần từ chối, hãy cứ mở lòng mình đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn đi nhé. Giờ tốt từ 17 đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu tí, thân tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tránh mọi tranh giành có hại đến thanh danh tình cảm nhân nghĩa cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi có tin vui hoặc dự cuộc vui đình đám có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý ngày có nhiều sự thay đổi về công danh tình cảm mọi việc đã đến hạn kỳ của nó và nên thuận theo ý trời tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên thay đổi mọi việc, hoặc đi xa, đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát, kết thúc, hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa. Nên hành động theo tin mới nhận được. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều việc đến rất bận rộn. Không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Chuyện tình cảm không nên để mất, hãy làm theo những gì đã định ước có người đem sự thuận lợi đến hoặc có cuộc vui tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mọi việc nên hoạt động bình thường ngay cả trong chuyện tình cảm giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ không nên tin cẩn về lời nói lời hứa dễ hao tài dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định có tin xa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy Mọi việc không nên hấp tấp, bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi tỵ có quý nhân tam hợp ở bên chợ mệnh người tuổi tỵ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân của mình nữa công việc trên đà thuận lợi sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều bạn sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới tuy nhiên vận trình tài lộc của con giáp này lại chẳng được như đợi của bạn khi có kiếp tài giáng mệnh chỉ cần một sơ suất nhỏ bạn có thể để tiền bạc rơi khỏi tay ngay tức khắc bạn cũng nên tránh xa những chuyện tranh chấp thị phi kèo tiền bạc cũng từ đây mà thất thoát không ngừng lại thêm chuyện tình cảm của bản mệnh cũng rơi vào cảnh bế tắc hết lần này đến lần khác. đã đến lúc cả hai cần phải xác định rõ tình cảm dành cho nhau để có thể đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng lại trước khi mọi thứ trở nên muộn màng hơn. giờ tốt từ 17 đến 19 giờ. quý nhân phù trợ sử dậu thân. tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. không nên chần chờ hãy tự quyết định di chuyển thay đổi hoặc ra đi. nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn ngày có sự gặp gỡ hẹn hò tiệc tùng có tài lộc lộc ăn quà tặng mua sắm và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ đáo hạn hẹn trước không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích hãy tự mình giải quyết tránh chuyện thị phi có tin buồn nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng vay mượn lộc có điều kiện hao tốn về tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày dễ có sự trách oán phiền muộn hiểu lầm thị phi không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt dễ hao tài tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim cần cẩn trọng trong mọi việc có tin xấu không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân giòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi quý tỵ, thuộc mệnh thủy. Không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống, nhưng hao tài cho tiền bạc đến hạn kỳ. Tử vi tuổi ngọ. Thứ ba này, chịu ảnh hưởng của cục diện tứ hành xung, chuyện tình cảm của con giáp tuổi ngọ này sinh nhiều vướng mắc. Những mâu thuẫn cứ ngày một lớn lên, trong khi cả hai không ai chịu nhường ai, những vết dạn nứt cứ rõ hơn lên từng ngày bản mệnh cũng vì mối bận tâm này mà công việc thiếu tập trung khó có thể đạt được thành quả như mong muốn lại thêm sự xuất hiện của tỷ kiên càng khiến cho người tuổi ngọ trở nên sao lãng hơn hãy tránh xa những chuyện tranh lợi đoạt tài nếu không muốn các mối quan hệ trở nên phức tạp và bất lợi hơn cho bạn tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của bạn bị sụt giảm đi ít nhiều một chế độ sinh hoạt điều độ một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bạn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể đẩy lùi bệnh tật Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tuất dần mùi. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Dù có kiếm được tài lộc cũng dễ có sự hao tốn cho công việc cũng như về tình cảm, hoặc chỉ có tin về tiền bạc và có sự khấu trừ, chia chác. Có sự sai hẹn hoặc rời hẹn. Không nên tin quá đáng vào những tin tức hoặc lời hứa. Làm việc gì cũng nên nhanh chóng không nên để lâu, cơ hội sẽ qua, hoặc có người phỗng tay trên. Có quý nhân, có khách đến hoặc có tin xa tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển ngày có cuộc vui đình đám tiệc tùng hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui ngày thuận lợi cho họp mặt kết bạn đính ước tài lộc trung bình hao tốn về mua sắm di chuyển có lộc ăn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng lộc ăn gặp quý nhân có tin xa gặp lại người xưa việc cũ ngày có tiệc tùng hội họp họp mặt hoặc có tin tức của người thân bè bạn tình cảm tốt vui vẻ có người đến nhờ vả tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự việc thay đổi bất ngờ hoặc có những chuyện đến ngoài dự tính kể cả những người mình không hẹn gặp không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, được lộc ăn, dự tiệc. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa ăn uống tử vi tuổi mùi thực thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi mùi không ít tin vui về tiền bạc đặc biệt tốt với những ai đang làm nghề tự do kinh doanh buôn bán những cơ hội phát tài lớn nhỏ sẽ đến với bạn trong ngày này người tuổi mùi sẽ có một ngày ấm áp và hạnh phúc bên những người mình yêu thương trong ngày hôm nay sau khi những hiểu lầm được tháo gỡ, đôi bạn dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, từ đó tình cảm ngày thêm khăng khít. Ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 dương lịch, tức ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, hôm nay là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt từ 5 đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra có khách đến hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc vừa về tình cảm đông người có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ cũng có tin vui về họp mặt gặp gỡ tiệc tùng tài lộc vào ra thất thường tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước nên đi xa di chuyển gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm giải trí vui chơi cũng vậy không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp dễ có sự hao tốn không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh tình thế hiện tại dù có khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn chuyện nhà cửa công danh tình cảm của mình lẫn người thân tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên e ngại sự trắc trở khó khăn hoặc những sự việc đến ngoài sự tính toán của mình về công việc cũng như về con người hãy tiến hành và giao thiệp cho tốt sẽ có lợi về sau tuy nhiên trong sự gặp gỡ chỉ nên vui chơi bình thường chớ nên hứa hẹn giữ gìn về lời nói thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa chỉnh đốn các công việc cũ có người ở xa trở về hoặc có tin tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi thân cục diện dậu thân tương hội giúp sức rất nhiều cho người tuổi thân trong ngày này cũng nhờ vậy mà con đường thăng tiến của bạn mới trở nên sáng tỏ như vậy có chính tài ở bên các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định nếu bạn thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu nữa không những thế những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách ngày kim khắc mộc sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được Thay vào đó khi chịu các tác nhân ở bên ngoài, bạn cũng dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng cũng dễ gặp phải. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Cầu về tình cảm, hôn nhân, hẹn ước thì nên tiến hành. Không nên nghe người ngoài, có nhiều sự cản trở, bị giòm ngó. Tài lộc vào ra thất thường. Có sự gặp gỡ bè bạn, người xưa không nên nói trước điều gì sẽ bị ràng buộc sau này tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên đi xa di chuyển nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội và tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân tiệc tùng đình đám nếu có tài lộc chỉ là tiền đáo hạn định kỳ hao cho người thân tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình, ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người cơ hội đã giúp đỡ mình có quý nhân bè bạn người thân đến nên nhu thuận hòa hoãn với mọi người tránh mọi sự thị phi tranh cãi tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước cẩn trọng trong việc đi lại hoặc có tin buồn về việc này tử vi tuổi dậu chịu ảnh hưởng của cục diện dậu dậu tự hình tinh thần của người tuổi dậu xuống dốc trầm trọng những chăn trở chẳng thể chia sẻ cùng ai khiến những buồn bực chán nán thất vọng cứ ngày một nhiều hơn hãy tìm một người đáng tin cậy để có thể giải bày tâm sự để được thông cảm và thấu hiểu hơn may mắn có thiên tài ghé thăm nên vận trình tài lộc của con giáp này mới ngày một thăng hoa hơn những khoản tiền từ nghề phụ hay những khoản thưởng bất ngờ sẽ đổ về túi bạn giúp bạn có được một cuộc sống mới thanh nhàn và tươi vui hơn trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài nhà kho tổ chim hoặc lồng chim do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ giờ nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt, không nên đặt nặng vào một chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Dễ hao tài, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, và hãy vượt qua mọi trở ngại. Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, nên rè rặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, chắc trở hoặc có tin không vừa ý bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Tuất. Có quý nhân tam hội giúp sức người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề phát sinh nữa đôi bên cùng chung tay vượt qua những chướng ngại vật những thử thách để rồi chớp lấy cơ hội để có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất tuy nhiên sự xuất hiện của thương quan sẽ khiến bạn phải rè chừng đôi chút trong từng quyết định của mình sự liều lĩnh không phải bước đi đúng đắn trong thời điểm này bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến bạn phải hứng chịu những hậu quả nặng nề mà chẳng ai có thể lường trước được mối quan hệ giữa các cặp đôi dần trở nên thắm thiết hơn trong ngày này Cả hai dù bận rộn những vẫn luôn dành cho những sự quan tâm chăm sóc dù là nhỏ bé nhất. Đôi bên có thể tính đến chuyện tương lai xa hơn rồi đó. Giờ tốt từ 11 đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa. Dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia, nói chung là không được chọn phần. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn cho công việc, tình cảm. Có tin tức ở xa, hoặc có khách đến tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự bận rộn vì có nhiều công việc và nhiều người đến nên tiến hành những công việc đã nằm trong dự tính không nên dính líu đến chuyện của người khác có người ra đi tài lộc trung bình dễ hao tốn về giao thiệp tiệc tùng tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có xấu cũng có sức khỏe không tốt có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm nhân nghĩa ở quá khứ Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt, không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro, trách oán. Tử vi tuổi hợi Chính quan độ mệnh, người tuổi hợi không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa, với bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tinh thần làm việc chăm chỉ và đầy trách nhiệm của bạn đã ghi điểm trong mắt những người làm lãnh đạo. Chắc chắn con đường thăng tiến của bạn trong tương lai sẽ cao xa hơn nữa. Ngũ Hành Mộc Thủy tương sinh, những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy đã dần được xóa bỏ. Những cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn chính là chìa khóa giúp cả hai dần hiểu cho nhau hơn. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên nhận lời. Có cuộc đi vui chơi ngắn hạn, thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình. Có quý nhân đến, giúp đỡ nhưng tài lộc còn chậm chạp, dễ hao. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều công việc, có tin hoặc có nhiều người đến. Việc mong cầu khó có kết quả hoặc chưa có thể hoàn tất có cuộc vui ngắn có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý cẩn trọng sức khỏe không được tốt có sự hư hại về đồ đạc máy móc có tin buồn tài lộc dễ hao tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất sức khỏe không tốt cẩn trọng khi đi lại di chuyển ngày có tiệc có sự gặp gỡ ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh tình cảm tài lộc không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm có lộc nhỏ hoặc quà tặng có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn thân nhân có chuyện vui, nhưng cũng có tin buồn về buồn mạng, sức khỏe, công danh của người thân, hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, ra đi bất lợi, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ hoặc có sự gặp gỡ đám tiệc có lộc nhỏ hoặc quà tặng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại